Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại có món bún cá này. Hôm nay mình có món bún cá. Lại ăn cơm nhà nói chuyện cùng thiên hạ. Hôm nay chồng đi vắng. Ở nhà tự biên tự diễn làm một món bún cá đây, lâu lắm rồi không được ăn. Hôm nay nấu ăn xem là trình độ của mình như nào. Mời cả nhà ăn cùng với mình nhé. Ngon. Rau xà lách nhà tự trồng. Cái này là món cá ngừ cả nhà, cá thu. Mình ở bên này không có cá kia, mình mua cá thu về mình rán, mình hấp lên, mình ướp gia vị xong mình hấp lên, xong mình rán. Cũng ngon. Ăn nó không bị tanh. Xoay quanh lại những vấn đề trước đến giờ của chị Hằng với lại dàn sao Việt, nghe cũng cứ lúc nào cũng cứ rầm rộ hết cả lên, không thể lắng xuống được. Mình không biết là ý kiến mọi người thế nào, chứ riêng ý kiến của mình thì mình cũng không đồng tình với lại cái kiểu như là đi từ thiện xong rồi là lúc người ta cần xong rồi mình tiền thì mình đem quảng ngân hàng, xong cái lúc giải thích câu quên lúc đấy, cái đấy mình cũng không không bao giờ mình đồng tình những cái sự việc làm đấy. Mình ngày xưa ấy, thực ra cuộc sống của mình cũng rất là nghèo, để nghĩ đến đi làm, để nghĩ đến là ủng hộ làm từ thiện thì thực sự là mình cũng rất là không khó khăn, vì ngày ăn kiếm cơm ngày hai bữa còn rất là khó. Thế thì mấy năm về đây là cuộc sống của mình nó cũng dần ổn định, thì mình cũng vẫn hay thường xuyên đi theo những cái chương trình mọi người kêu từ thiện, nhưng mà nói chung là mình thì không có nhiều, cái số lượng của mình thì rất là ít. Nói chung là người ta bảo của ít lòng người lòng nhiều, mình vẫn làm. Nhưng mà ngược lại bây giờ mình thấy những cái vụ lùm xùm của những của cái vụ làm từ thiện xong rồi là để ngân hàng xong rồi quên như này, không đến tay người, chưa đến tay người dân lúc cần như này, mình thấy cũng cũng làm. Đồng tiền lúc đói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mà khi đói không cho ăn đến chờ khi người ta chuẩn bị ăn nưng nửng bụng rồi mới mới đầu nhớ ra bảo để cho, thì nó thật là nó là một chuyện phi lý quá. Không chấp nhận được. Mình vì mình sống trong cảnh nghèo khổ mình cũng quen rồi, mình biết rồi, những cái lúc nghèo như thế thực sự chỉ cần trong nhà có đấy 10.000 20.000 cũng rất là quý, nhưng có khi 10.000 20.000 ấy tìm mãi cũng không ra vì có đâu mà tìm. Thế mà tiền hỗ trợ đồng bào bão lụt mà để quên trong ngân hàng tới 6 tháng không không đem đi hỗ trợ thì đúng là một chuyện rất là không thể chấp nhận được. Không có sự lùm xùm ở chỗ chị Hằng thì chắc không biết là như thế nào, không biết số tiền ấy quên đến bao giờ. Chị Hằng mình rất phục chị đấy, vì chị ấy cũng nôi ra được một số vấn đề rất là lớn, rất rất là lớn luôn. Mình chỉ là một hột cát ở trong cái xã hội Việt Nam thôi, chả là cái gì cả.